Vâng, thưa quý vị, có một nơi để về đó là nhà, đó là những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai thì đó là hạnh phúc. Đó là câu nói rất hay về gia đình mà nhiều người có lẽ cũng đã từng nghe qua và có lẽ cũng đã chiêm nghiệm. Giữ vai trò quan trọng là như vậy, thế nhưng trong nhịp sống hiện đại thì hệ giá trị của gia đình Việt Nam dường như đang có những biến đổi nhất định. Một số giá trị đã và đang bị mai một hoặc thậm chí là đã biến dạng. Vậy thì làm sao để gia đình thực sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội, là pháo đài chống lại và đẩy lùi tệ nạn xã hội? Đó luôn là vấn đề được đặt ra hàng đầu của bất cứ xã hội nào. Và trong chuyện tối nay, chúng tôi mời các bạn cùng gặp gỡ nhà báo Phạm Hoài Anh để cùng nghe chị chia sẻ về chủ đề này. Xin chào chị. Chào bạn. Vâng, cảm ơn chị tới với chương trình của chúng tôi và hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có cùng trò chuyện thật là hay về chủ đề ngày gia đình. Xin chào các khán giả của VTC14 và mình cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện rất là thú vị xung quanh ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Vâng, tôi thì là người dẫn chương trình, cũng là nam thôi thì chắc là cũng muốn nghe thêm quan điểm của chị là một người phụ nữ. Đầu tiên nói về nghề, chị là một nhà báo, cũng đã viết rất nhiều bài viết về gia đình, cũng đã có những cái sự tìm hiểu về các câu chuyện của các gia đình trong nhiều năm qua. Vậy thì chị nghĩ sao về ngày gia đình, về ý nghĩa của ngày gia đình trong bối cảnh xã hội hiện nay đang có rất nhiều những điểm khác biệt so với cách đây khoảng 10 năm, 20 năm về trước? Mình nghĩ là cái dòng chảy của cuộc sống hiện đại thì nó tác động rất là nhiều đến mô hình gia đình ở trên toàn thế giới chứ không chỉ là ở Việt Nam. Và có một cái nhịp điệu chung của tất cả chúng ta, đấy là cái sự bận rộn và cái sự thiếu thốn về mặt thời gian. Thế nên là cái việc mình có một ngày để nhắc mình rằng là hôm nay là ngày gia đình, nó sẽ là một cái, nó như là một cái lời nhắc mình nghĩ là rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng rất là êm ái dịu dàng để chúng ta nhớ về một cái nơi mà đôi lúc là mình đương nhiên nghĩ rằng là nó thuộc về mình, nó bảo vệ mình, nó chăm sóc cho mình mà chúng ta quên mất cái việc là chúng ta cũng phải dành thời gian và chăm sóc cho nó. Thế nên là việc chúng ta có một ngày gọi là ngày gia đình Việt Nam, mình nghĩ là đấy là một cái cột mốc rất là quan trọng trong một năm rất là hối hả, rất là bận rộn của mỗi người và của cả những cơ quan, của cả các công ty truyền thông, các chiến dịch hay là tất cả mọi người nữa. Chúng ta cùng chậm lại một chút. Giống như là hôm nay thì mình cũng có cơ hội được ngồi với bạn để chúng ta nói về chủ đề này đúng không ạ? Vâng. Nó là ngày 28 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam, nó là cuối tháng 6, tức là hết hai quý đầu tiên, hết nửa năm đầu. Rõ ràng là cái thời điểm mà tôi nghĩ là khi mọi người lựa chọn nó cũng có những ý đồ của nó đúng không ạ? Hết nửa năm đầu thì chúng ta được cùng với gia đình nhìn nhận lại nửa năm qua mình đã làm gì và nửa cuối năm thì sẽ làm gì nữa. Rõ ràng là xã hội thì đang có rất nhiều thay đổi. Các thành viên trong gia đình rồi cái mô hình trong gia đình nó cũng đã có sự khác biệt so với ngày xưa. Thậm chí là đôi lúc chúng ta thấy có sự kết nối nó cũng không còn mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình. Vậy thì theo chị, giá trị cốt lõi của gia đình hiện nay chúng ta cần nhìn nhận đó là gì ạ? Mình nghĩ rằng là gia đình không chỉ có những cái sự biến chuyển về mặt giá trị mà cái sự biến chuyển rất là mạnh mẽ nữa, đấy là sự biến chuyển về khái niệm mô hình gia đình. Như bạn thấy là hiện nay thì mô hình gia đình nó đã khác với ngày xưa rất là nhiều. Ví dụ như là mình có thể nhìn thấy cái sự biến chuyển đấy ngay trong những cái cuốn sách mà mình đọc cùng với con mình. Có một cái cuốn sách tên là Con yêu gia đình mình. Thì ở trong đó thì cái mô hình gia đình được giới thiệu đến với các bạn nhỏ, nó không chỉ là mô hình gia đình có một bố, một mẹ và các con nữa. Nó là mô hình gia đình mà có thể có hai ông bố, hai người mẹ, hay là có những gia đình mà chỉ có một mẹ hoặc là một bố thôi. Thì để thấy rằng là cái sự biến chuyển trong mô hình cũng như là trong những cái giá trị gia đình như bây giờ nó khác rất là nhiều so với ngày xưa, so với cái thế hệ mà chúng ta được sinh ra và được nuôi dưỡng lên. Thế nên là để mà chọn ra được một cái hệ giá trị mà mình nghĩ là tiêu chuẩn cho tất cả mọi mô hình gia đình thì mình nghĩ là nó là một cái điều rất là bất khả thi. Và một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ là cái thời đại này cần phải có trong cái việc định danh những cái giá trị của gia đình ấy, đấy là cái sự linh hoạt. Và khi mà có cái sự linh hoạt đấy rồi thì mình có thể là đặt ra những cái giá trị riêng đối với từng mô hình gia đình, đối với từng cá nhân ở trong gia đình đó. Thì cái sự tôn trọng về nhu cầu cá nhân của mỗi người bây giờ nó cũng rất được chú trọng và nó sẽ giúp cho mọi người ở trong gia đình cảm thấy là
cũng thoải mái hơn và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên đối với riêng cá nhân mình thì cho dù là cái hệ giá trị đấy nó có như thế nào, nó có khác biệt giữa các cái mô hình gia đình khác nhau như thế nào, thì có lẽ là nó vẫn cần phải giữ được hai cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên đấy là cái sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, và cái thứ hai là những cái giá trị truyền thống mà những thành viên trong gia đình sẽ giữ gìn và phát triển cho gia đình mình là gì. Thì với mình thì đấy có lẽ là hai cái giá trị quan trọng nhất mà cho dù là một cái gia đình được vận hành theo mô hình nào, các thành viên trong gia đình đó có cá tính và có cái hệ giá trị cá nhân ra sao, thì nếu như chúng ta giữ gìn và phát triển được hai cái giá trị đó thì một cái mô hình gia đình nó sẽ luôn luôn phát triển lành mạnh và sẽ là một cái cảng neo rất là tốt cho cái sự phát triển và cái sự trưởng thành của từng cá nhân trong gia đình đó. Vâng. Dù cái chúng ta nhìn vào một gia đình chúng ta thấy có thể có sự khác biệt đúng không ạ? Tuy nhiên nó có một cái dòng chảy tình cảm và nó kết nối tất cả các thành viên, dù gia đình nó có nhiều hay là ít thành viên, quan trọng là họ phải cảm nhận được, họ phải thấy được một cái dòng suối đấy nó chảy mãi. Và rõ ràng là chúng ta cảm nhận được là, tôi không rõ là thống kê được toàn bộ các nước trên thế giới hay không, nhưng với những gì mình cảm nhận thì người Việt Nam luôn luôn coi gia đình là số 1. Với đa số người Việt Nam họ luôn đặt gia đình lên trên hết. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về cái góc độ này dưới quan điểm của một nhà báo, chị đã làm việc rất nhiều năm được không ạ? Qua những cái quan sát của mình rất là nhiều năm khi mà theo dõi và làm việc trong lĩnh vực gia đình, thì mình thấy rằng là đúng là gia đình luôn luôn là một cái cốt lõi giá trị rất là quan trọng đối với người Việt Nam. Và mình nghĩ là cái này nó là một cái di sản, một cái di sản văn hóa từ rất là lâu đời mà chúng ta đã được thừa hưởng từ thế hệ tổ tiên và ông cha từ rất là lâu rồi. Và cái văn hóa gia đình của Việt Nam ấy thì mình nghĩ là nó biến chuyển, nó đan xen một cách rất là linh hoạt và uyển chuyển trong những cái giá trị về văn hóa từ làng xã này rồi văn hóa cộng đồng. Và vì có cái sự đan xen đấy nên là dường như là nó trở thành một cái gì đấy rất là tự nhiên đối với lại tất cả những người Việt Nam. Mình có thể thấy là rất nhiều gia đình bạn bè mình khi đi ra nước ngoài thì vẫn sẽ dành một chỗ rất là trang trọng để bày biện một cái ban thờ tổ tiên, để mỗi khi Tết đến thì mọi người lại rất là bận rộn trong cái việc là dọn dẹp rồi là trang hoàng những cái không gian đó, làm những cái món ăn truyền thống, hay đơn giản là chỉ để thắp một cái nến hương vào mỗi dịp mùng 1 hay là ngày rằm chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là tất cả những cái giá trị về gia đình cũng như là những cái nhu cầu để thể hiện tình cảm, để gắn bó giữa những thành viên trong gia đình với nhau của người Việt thì nó rất là mạnh mẽ. Và mình nghĩ rằng là đấy là một cái giá trị tạo nên cái bản sắc, tạo nên cái điểm khác biệt của người Việt Nam. Và mình nghĩ là vì như thế nên là giá trị đó vẫn được duy trì, vẫn được nuôi dưỡng. Và giống như bạn nói là vẫn là một cái dòng chảy, nó cứ thế chảy mãi và nó giúp cho chúng ta trở thành một cái gì đó được định danh ở trên cái thế giới này. Vâng. Đó là những cái giá trị về gia đình mà chúng ta nuôi dưỡng. Vâng, và trong quá trình chúng ta duy trì cái dòng chảy tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thì có lẽ chữ hiếu là cái chữ nặng nhất với người Việt Nam đúng không ạ? Bao giờ cũng khiến cho mọi người suy tư, chỉ cần có một chút mình cảm thấy mình chưa làm tròn chữ hiếu thôi mình đã thấy trăn trở nhiều rồi. Vậy thì không chỉ trong ngày gia đình Việt Nam mà những ngày khác trong năm, theo chị làm thế nào để chữ hiếu được khắc ghi một cách rõ nét nhất trong các gia đình hiện nay? Mình nghĩ là đạo hiếu là một trong những cái cốt lõi về giá trị đạo đức trong gia đình Việt Nam truyền thống. Và đối với cái thế hệ trẻ như mình ý, mình nghĩ là chúng ta cũng là thế hệ khá là trẻ rồi, thì mặc dù là đạo hiếu hay là chữ hiếu không được không phải là một cái gánh nặng quá nặng nề với chúng ta, thể hiện ở cái việc là bố mẹ chúng ta cũng không đòi hỏi chúng ta quá nhiều trách nhiệm đúng không ạ, nhưng mà đâu đó thì qua những cái quan sát của chúng ta với những cái thực hành của cha mẹ chúng ta, của ông bà chúng ta trong gia đình, thì chúng ta một cách rất là tự nhiên chúng ta hiểu về đạo hiếu, chúng ta học về đạo hiếu và chúng ta muốn duy trì nó ở trong gia đình của mình. Mình nghĩ rằng là đạo hiếu thì hiểu một cách đơn giản nó là một cái sợi dây để duy trì các cái mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
chúng ta có quan tâm đến nhau không, chúng ta có dành thời gian để chăm sóc cho nhau không, chúng ta coi trọng những cái giá trị truyền thống được xây dựng trong gia đình mình như thế nào. Thì tất cả những điều đó nó cũng không phải là cái điều gì đấy quá to tát, đúng không ạ? Nó có thể là những cái hành động rất là thường ngày thôi. Ví dụ như là buổi sáng hôm nay khi mà biết là mình sẽ có một cuộc trò chuyện tại đây, thì mình đã khi mình thức dậy buổi sáng và mình có làm việc á, thì mình có tìm kiếm ở trên Google một cái từ khóa về những cái nghiên cứu khoa học cũng như là xã hội về tác động của gia đình với cái cảm giác hạnh phúc của mỗi chúng ta. Thì mình có tìm được một cái bài báo rất là thú vị. Bài báo đó thì họ thống kê rất là nhiều các cái nghiên cứu về tác động của gia đình đối với hạnh phúc của mỗi cá nhân. Và họ có một cái kết luận rất là hay, đấy là sau khi bạn đọc xong cái bài báo rất là dài bao gồm rất nhiều các nghiên cứu này, thì bạn chỉ cần làm duy nhất một việc rất là đơn giản thôi, đấy là hãy gọi điện cho mẹ bạn nếu bạn ở xa, hoặc là nếu bạn ở gần mẹ bạn thì hãy chạy đến ôm mẹ bạn một cái, bởi vì khoa học đã chứng minh rằng là cái hành động đấy sẽ khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc ngay lập tức. Thì mình thấy rằng là đó là những cái cách diễn giải khác nhau của đạo hiếu đối với thế hệ chúng ta hay là với thế hệ các bạn nhỏ sau này lớn lên. Nó là những cái quan tâm thường ngày, nó là cái sự kính trọng mà chúng ta dành cho ông bà, cha mẹ, là cái nhu cầu chúng ta cần phải giữ lại những cái nề nếp, những cái truyền thống ở trong gia đình. Ví dụ như là nhà mình có một cái truyền thống mà từ rất là lâu vẫn giữ lại, đấy là mọi người rất là muốn được ăn cơm tối cùng với nhau. Đó là cái bữa ăn gia đình. Thì mình nghĩ là tất cả những điều đấy nó là những cái rất là nhỏ mà chúng ta có thể làm hàng ngày, chứ không cần phải đợi đến một dịp đặc biệt nào hết. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phạm Hoài Anh với những chia sẻ rất là tuyệt vời trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng gia đình chị luôn hạnh phúc, và hy vọng tất cả quý vị sẽ luôn có một gia đình hạnh phúc.